Anh không muốn vợ phải suy nghĩ thôi. Em bây giờ không những phải suy nghĩ mà còn muối mặt với tất cả mọi người đang ngoài kia kìa. Anh cứ vay chỗ này đập vào chỗ kia, rồi lãi mẹ đẻ ra lãi con, thì có mà bán cái thân này đi cũng không đủ tiền để trả nợ đâu. Thế mình phải làm sao hả vợ? Tình hình thế nào rồi? Im lắm. Chả hiểu có chuyện gì không. Đào này, tao nghĩ là anh Nghiêm biết chuyện của thằng Hào nhưng lại giấu tao. Thế á? Không biết là các ông ấy có làm gì khuất tất sau lưng mình không nhỉ? Tao nghe nói hội đàn ông rất hay bênh nhau, hay bao che cho nhau lắm. Nhưng tao nghĩ cái chuyện này chỉ liên quan đến thằng Hào thôi. Này, mày tìm hiểu thông tin từ ông Nghiêm xem. Mày chả biết thừa tính anh Nghiêm nhà tao. Lần trước chuốc say còn chả mò được thông tin gì, nữa là lúc tỉnh. Phải có cách gì chứ nhở? Hay là mày kiểm tra điện thoại ông ấy đi. Nhưng mà cái đấy là quyền riêng tư của anh ấy mà. Ôi Trang ơi là Trang, mày rơi ở trên rời xuống đây à? Cái mày gọi là quyền riêng tư toàn bí mật động trời thôi. Người không có vấn đề gì thì không cần quyền riêng tư. Mày hiểu chưa? Anh Quý nhà tao có bao giờ cài tát điện thoại đâu. Thế mà lòi ra bao nhiêu thứ rồi, ơi đất hỡi. Không thấy à? Thêm tao có nên làm không? Anh Trúc ạ. Em cũng chưa bao giờ hỏi như thế này. Nhưng mà tháng này anh có thể cho em xin ứng một phần lương trước được không ạ? Vâng ạ. Nhà em có người ốm. Anh ơi, em làm tăng ca cũng được ạ. Thế ạ. Thôi em cảm ơn ạ. Chào anh. Anh dậy à? Em tìm cái gì ấy? Em tìm đôi khuyên tai để trả cho con Yên. Cái khuyên tai này là của Yên á? Anh biết à? Anh thấy nó ở đâu? Không, anh có biết đâu. Để anh tìm cho. Anh ơi, quay đây em bảo ấy. Nhanh, ra đây. Nhìn thẳng mắt em. Phản chủ của anh cho em biết. Anh không những thấy mà còn lấy nó, đúng không? Anh vào thay đồ đã nhá. Cái mày gọi là quyền riêng tư toàn bí mật động trời thôi. Người không có vấn đề gì thì không cần quyền riêng tư. Mày hiểu chưa?
đang làm gì đó? Em... Em khám xét điện thoại của anh à? Em không tin anh thật à? Hôm trước thì cố tình chúc cho anh say, hôm nay thì lại kiểm tra điện thoại của anh. Em nghĩ là anh đang làm điều gì khuất tất với em à? Em không nghĩ như thế. Nhưng mà... chuyện của thằng Hào, em nghĩ là anh biết. Có cái gì thì anh cứ nói với em. Không có chuyện gì cả. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Có thật không ạ? Thật. Anh đi làm đây. Tao nghe đây. To chuyện rồi Trang ơi. Ông Quý khai hết với tao chuyện thằng Hào rồi. Anh đừng làm bộ mặt ấy nữa. Anh không biết làm gì để giúp vợ. Từ sáng đến giờ thấy vợ chạy đôn chạy đáo lo tiền cho anh, anh thấy có lỗi quá. Anh nghe thấy à? Anh xin lỗi. Lúc nào anh cũng khiến vợ phải suy nghĩ, lo lắng cho anh thôi. Chuyện cũng đã rồi, than thở cũng chả giải quyết vấn đề gì đâu. Thay quần áo đi rồi đi. Đi đâu? Đi tìm cách trả nợ.